Kính chào khán thính giả đã đến với bản tin của Kỷ Nguyên Thánh Đức. Kỷ Nguyên Thánh Đức mang đến quý vị những thông tin nhanh nhất, kịp thời và chuẩn xác theo kịp với sự chuyển biến của thiên sự, đến đời sự, thế giới sự. Mời quý vị xem bản tin. Sáng sớm ngày 28 tháng 7, trận động đất thứ 5 tại Mộc Châu, Sơn La sáng nay, ngày 28 tháng 7, Trung tâm báo tin động đất cho biết vào lúc 6 giờ 17 phút 20 giây, giờ Hà Nội, đã ghi nhận xảy ra một trận động đất tại khu vực Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trận động đất này có cường độ 3,3 độ Richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,924 độ Vĩ Bắc và 104,698 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 81 km. Đây là trận động đất thứ 5 liên tiếp xảy ra tại địa bàn Mộc Châu. Ảnh hưởng từ trận động đất cường độ mạnh 5,3 độ Richter gây rung lắc nhiều nhà cao tầng tại Hà Nội khiến người dân tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ cũng cảm nhận được rung chấn. Theo các chuyên gia của Viện Vật lý Địa cầu, động đất 5,3 độ là trận động đất mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây tại khu vực Sơn La. Với độ lớn này, cường độ chấn động của mặt đất tác động tới nhà cửa và con người có thể lên tới cấp 7 và cấp 8 tại vùng tâm chấn. Những trận động đất liên tiếp đã làm trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân ba xã thuộc huyện Mộc Châu bị lún, nứt tường, rơi vỡ mảnh trác trần nhà và nứt gãy cổ trần. Trận động đất mạnh 5,3 độ cũng làm nhà văn hóa, trạm y tế và trường mầm non và 127 nhà dân của huyện Mộc Châu bị lún, nứt tường, vỡ ngói, sập trần nhựa. Đá rơi do động đất cũng làm bẹp đầu một xe ô tô nhưng không có thiệt hại về người. Do nằm trên đới đứt gãy sông Đà có cường độ hoạt động khá mạnh, dự báo tương lai khu vực này có thể hứng chịu những trận động đất lớn hơn với cường độ lên tới 5,5 độ Richter. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin của Kỷ Nguyên Thánh Đức. Hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo. Và đừng quên ấn đăng ký và ấn vào cái chuông để nhận được những bản tin mới nhất. Xin kính chào tạm biệt.